giữa hai đội bóng Dragons và Catfish ở bảng B, và trận đấu của chúng ta đã được bắt đầu. Một tình huống perfect đã đánh lừa được Kevin Love. Chúng ta có thể tạo gọi cầu thủ mà số 5 của Nova World với cái tên như vậy, bởi vì cầu thủ này khá giống với Kevin Love. Cầu thủ mang số 5 của Nova World đó chính là James Youngman. Một tình huống ném phạt dành cho Likop không thành công. Johnson, Kosovos không thể vượt qua được matchup của mình. Lại là cầu thủ mang số 0 của Hồ Chí Minh City Wings. Tỷ số trận đấu vẫn chưa được mở. Johnson, cú ném xa thành công của Youngman. Youngman là một shooter, một sharp shooter cực kỳ chất lượng ở vạch 2 điểm. Tiếng còi cất lên dành cho tình huống phạm lỗi của Vũ Thế Cảng, tân binh của Sang Huyết tại VB 2021. Thành Nam. Thành Nam đang rất khó khăn khi phải đối đầu với Johnson. Ghi một điểm không, đó là một tình huống gõ bảng trượt của Hồ Chí Minh City Wings. Thế Cảng tìm cách chuyền ra. Ghi thêm một điểm dành cho Youngman. Youngman phải nói là một cầu thủ có thể đánh rổ ở mọi nơi. Ném vào tốt và anh lại sở hữu một thể hình cũng khá là đồ sộ. Và anh hoàn toàn có thể tận dụng thể hình đó để thực hiện những tình huống post up ở khu vực low post. Curtis Lekop step back ném hai. Và cuối cùng thì Hồ Chí Minh City Wings cũng đã có hai điểm đầu tiên. Youngman một tình huống catch and shoot rất nhanh và pha hai điểm thứ hai của cầu thủ này. 5-2. Có thể bạn nói những tình huống hai điểm của Youngman là những cú ném, nhưng với những người đam mê bóng rổ thì đó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật. Cú vẩy tay với một biên độ bóng thì thực sự là hoàn hảo. Nova World đang tỏ ra sự già dơ hơn so với đối thủ, mặc dù họ đã phải đối đầu với đội bóng cũng đã thi đấu VBA 6 mùa giải vừa qua. Curtis đang gặp rất nhiều khó khăn khi anh muốn đi bóng vào trong. Bóng trở lại với Nova World. Vũ Thế Cang, đây rồi, cơ hội dành cho cầu thủ mã số 34. Một tiếng bang shot của, không phải, xin lỗi bạn, đó là tình huống ném rổ của Võ Duy Linh. Như vậy là Vũ Thế Cang đã được rút ra. Cú ném air ball. Có thể vẻ như cầu thủ Curtis Lukov của Hồ Chí Minh City Wings đang gặp một chút vấn đề mà tâm lý and one. Đó là tình huống and one dành cho Johnson. City Wings đang gặp vấn đề ở cả khâu tấn công cũng như phòng ngự. Các cầu thủ phòng ngự của City Wings đang để các cầu thủ đối phương dễ dàng vượt qua. Và mỗi khi City Wings muốn thu vào trong thì ngay lập tức họ lại bị dội những gáo nước lạnh bởi những pha ném xa của Youngman. Đây chính là Youngman. Đã có khoảng không và ngay lập tức thực hiện cú ném. Này thì bóng đã đi thiếu lực rồi. Không có pha hai điểm dành cho Curtis Likop. Youngman một đường kick ra rất chuẩn xác dành cho Thế Cảng và bóng đi vào rổ. Hai điểm tiếp theo cho Nova World. Rõ ràng chúng ta thấy vấn đề của Hồ Chí Minh City Wings ở tình huống hai điểm vừa rồi của Vũ Thế Cảng, khi mà có một cầu thủ lùi về hết sai, ngay lập tức Youngman đã kick ra và tạo một khoảng không quá tuyệt vời dành cho người đồng đội mang tên Vũ Thế Cảng. City Wings có lẽ họ cần một chút thổi ý để chấn chỉnh lại hệ thống phòng ngự của mình. Ghi thêm một điểm dành cho Johnson. Hands up. Thành Phát đang không biết phải làm gì và phạm luật 3 giây. Đó chính là tình huống phạm luật 3 giây của Trương Thái Nam.
Cú ném sai của Johnson tôi cũng không hiểu tại sao là trong tiếng vừa rồi Thành Phát lại có xu hướng lùi về. Ghi thêm một điểm dành cho 90 City Huỳnh, tỷ số hiện tại là 3-13. Trận đấu còn diễn ra trong khoảng gần 7 phút nữa, chính xác là 6 phút 40 giây. Tình huống lên rồi của Thanh Tùng. Bóng tiếp tục dành cho đội bóng áo xanh. Shot clock sẽ còn 7 giây. Và như vậy thì cuối cùng Hồ Chí Minh City Huỳnh cũng đã hội ý. Đây là một phút hội ý rất quan trọng dành cho đội bóng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như họ không muốn kết thúc trận đấu này sớm với một nỗi buồn. Và ở trận đấu sau chúng ta sẽ đến với trận đấu còn lại của bảng B, cuộc đối đầu của Cần Thơ Catfish gặp Đà Nẵng Dragon. Đội bóng chúng ta có thể tạm gọi là đội bóng chủ nhà của VB Bike 3 tại stop đầu tiên. Rõ ràng với việc sở hữu một cầu thủ chúng ta có thể nói là big man như Young Man, một cầu thủ big man và lại còn ném ba hay nữa, sẽ khiến cho lối chơi của đội bóng Nova World cực kỳ đa dạng. Và vừa rồi thì Curtis Likov đã có một pha 2 điểm ngay sau khoảng 1 phút hội ý. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-13. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Buổi sáng ngày hôm nay như chúng ta đều biết thì thành phố Đà Nẵng đã có mưa to. Nhưng có vẻ như từ ngày hôm nay thì thời tiết sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Trời đã rất đẹp. Đó là một tình huống fadeaway jump shot của Johnson. Cú ném xa tiếp theo của Likov, bóng đi airball. Khoảng cách vẫn đang là khá xa. 8 điểm lợi thế dành cho Nova World. 14-6. Một tình huống lên rổ bằng tay trái của Johnson nhưng bóng đã đi ra ngoài. Likov spin move, turn around. Hai tình huống spin liên tiếp của Likov nhưng anh cũng phải mất đến hai tình huống bóng thì mới mang về một điểm tiếp theo. 74. Khoảng cách là một nửa. Nova World vẫn đang có số điểm gấp đôi so với City Wings. Đây có lẽ là thời điểm vàng của City Wings nếu như họ muốn trận đấu này trở lại, khi mà những tay ném của Nova World đang mất đi cảm giác hưng phấn ở thời điểm đầu tiên. Đó là cú ném xa thành công của cầu thủ mặc áo số 13 bên phía đội bóng áo xanh, Nguyễn Thành Phát. Young Man thế càng. Bóng được kích ra dành cho Johnson. Vâng, có vẻ như tôi đã nhầm. Những đôi bàn tay của Nova World vẫn còn rất nóng. Sidestep. Cú ném không thành công của Likov. Bóng sẽ dành cho Nova World. Trọng tài xác định bóng đã chạm tay một cầu thủ bên phía đội bóng City Wings đi ra ngoài. Johnson. Một tình huống cho thấy các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings đang phòng ngự không thực sự tốt trong trận đấu này, khi mà Thanh Tùng đã để cho Johnson vượt qua khá dễ dàng sau một tình huống up step. Thế Càng cũng đã có 2 điểm sau một tình huống ném xa trong trận đấu ngày hôm nay. Johnson muốn đánh vào mismatch của mình. Và một lần nữa anh thành công. 18-9. Giờ đây thì có lẽ vấn đề lớn nhất của City Wings đó chính là tâm lý. Họ cần tập trung và quên đi tỷ số để có những tình huống có điểm. Như tình huống này chẳng hạn, đã không có đang rổ nhưng vẫn có một điểm dành cho City Wings. Young Man. Cú ném xa tiếp theo của cầu thủ mặc áo số 5. Ghi thêm một điểm cho Likov. Mọi thứ đang rất đơn giản dành cho đội bóng áo trắng. Họ đã tiến rất rất gần đến chiến thắng rồi. Likov. Đó là một tình huống khá đơn giản nhưng Likov lại thực hiện
không tốt một chút nào. In and out. Một tiếng reverse layup không thành công của Johnson. Thành phát. Step back. Midrange thành công. Điểm số thứ 12. Khoảng cách vẫn là 8 điểm. Và Nova World cũng chỉ cần một tình huống đưa bóng vào rổ nữa thôi là họ sẽ được kết thúc trận đấu này sớm. Một pha ăn mừng đầy ngạo nghễ của Johnson. Và đội bóng Nova World đã có chiến thắng đầu tiên